Kính thưa cộng đoàn, người nữ Chúa sinh ra hình như họ có một cái gọi là cái nhạy cảm hơn người đàn ông. Trong đời sống thường ngày chúng ta thấy họ nhạy cảm lắm. Và trong việc Chúa Giêsu chịu chết, được cán sát trong mồ, thì những người phụ nữ hơn ai hết chẳng thấy buồn, cảm thấy lo, cảm thấy sợ. Bởi vì đâu đó thì các bà cũng đã được nghe Chúa Giêsu báo trước về cuộc thương khó, và đặc biệt các bà cũng đã chứng kiến cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Và tới khi mà Chúa Giêsu chết, cho Chúa Giêsu vào huyệt đá, đậy nắp lại, thì các bà lại càng hoảng sợ, càng buồn, bởi vì mất thầy. Mất thầy thì buồn lắm, bởi vì con người mà trong cái cảm tính với nhau, mình sống chung với nhau, ít nhiều gì nó có cái tình cảm của con người. Và đặc biệt thầy Giêsu là người hay làm phép lạ, hay nói lời của Thiên Chúa, hay giảng dạy. Nên rồi khi mà thầy chết thì tâm trạng các bà cảm thấy nó hụt hẫng, nó chơi vơi. Và các bà là cái người gọi là thao thức, muốn đi ra mộ để mà thăm thầy. Vì như người ta nói rằng là cầu được ước thấy, các bà đã thao thức và ra mộ và đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra cho các bà. Và khi gặp được Chúa Giêsu phục sinh, cuộc đời của các bà thay đổi hoàn toàn. Các bà gặp được niềm vui, và các bà đi loan báo cái niềm vui ấy cho những người mà các bà gặp gỡ. Cái niềm vui gặp Chúa phục sinh không phải là cái niềm vui của cái chuyện mua được một cái điện thoại, mua được một cái xe, hay là mua được một căn nhà. Cái niềm vui phục sinh đó nó lớn hơn tất cả những cái niềm vui gọi là niềm vui của trần gian này. Bởi vì cái điện thoại xài vài ba năm nó cũng hư, cái xe chạy chục năm nó cũng hư, nhà ở chừng vài chục năm cũng đổ nát, cũng qua đi. Nhưng mà cái chuyện mà Đức Giêsu Kitô phục sinh, đó lại là cái niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của các bà. Và niềm vui đó là niềm vui vĩnh viễn, niềm vui vĩnh cửu, bởi vì Chúa đã phục sinh. Cuộc đời người cơ tôi hộ của chúng ta cũng được mời gọi sống cái niềm vui ấy. Ngày hôm qua có một người hỏi, mà thấy nó cũng buồn cười: cha ơi, cha cho con hỏi là tại sao là cứ phải nhất thiết là đi chặn đàn thánh giá vào thứ sáu tuần thánh? Nhiều khi người ta hỏi mà người ta không hiểu người ta hỏi cái gì. Giống như Chúa Giêsu nói, khi chàng rể còn ở tiệc cưới thì không thể nào mà người ta buồn được. Khi mà chàng rể còn ở tiệc cưới là người ta vui. Giống như người ta vẫn thường nói là ăn theo thủa ở theo thời. Chẳng lẽ ngày thứ bảy phục sinh đi chặn đàn thánh giá, hay là trong tuần bát nhật phục sinh đi chặn đàn thánh giá, nó tréo ngoe? Hay là ngay ngày đại lễ Giáng sinh đi chặn đàn thánh giá? Chặn đàn thánh giá thường thì chúng ta thấy nhiều người vẫn có thói quen là vào thứ sáu
hàng tuần để mà tưởng niệm lại cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào chiều thứ sáu. Và đỉnh điểm đó là chiều thứ sáu tuần thánh, chúng ta đi chặng đàng thánh giá. Hỏi một câu trước quốc, sao không đi chặng đàng thánh giá ngày khác đi mà cứ đi ngày thứ sáu? Một cái câu hỏi xem ra nó cũng cho chúng ta suy nghĩ, để chúng ta biết chúng ta hỏi cái gì. Và như các bà và các môn đệ, khi Chúa Giêsu chết thì buồn rầu thật sự. Đó là cái cảm thức, cái cảm tính, cái suy nghĩ của con người. Nhưng mà khi Chúa Giêsu phục sinh rồi thì không có một cái lý do gì để buồn rầu hết. Bởi vì niềm tin phục sinh đã được Chúa xác định và Chúa minh định bằng sự sống lại của Chúa. Chúng ta may mắn bởi vì chúng ta được nghe nói lại, các môn đệ, các bà nói lại cho chúng ta về sự kiện Chúa Giêsu phục sinh đó, để củng cố niềm tin của chúng ta, để nâng đỡ niềm tin phục sinh của chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ sống theo cái cảm tính của con người. Những cái ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh xem chừng ra giống như là một cái hội, chứ nó không có để lại trong chúng ta cái dấu ấn của niềm tin phục sinh. Thứ năm thì thánh lễ có thêm cái nghi thức rửa chân, thứ sáu thì đi chặng đàng thánh giá, thứ bảy thì có nhiều bài đọc hơn, rồi sau đó là bắt đầu lễ hội ăn uống vô. Sự dường như rằng là người ta biến cái lễ phục sinh thành ra là cái niềm vui của cuộc đời này, ở cái mức chỉ là con người. Người ta chưa có khám phá ra, người ta chưa có cảm nhận ra, người ta chưa có xác định được cái niềm vui phục sinh ấy được diễn tả bằng chính cuộc đời của chúng ta. Phục sinh đó là gì? Là thay đổi con người cũ của chúng ta, chết với con người cũ và sống với con người mới của Đức Kitô phục sinh. Có nghĩa là sống với cái con người mới, thay đi cái con người cũ hơn thua, hận thù, ghen ghét, nói hành, nói xấu, phe nhóm, đấu đá, tranh giành, hơn thua. Là mình phải chết đi cho cái con người cũ của mình, để mình sống với cái niềm vui trong Chúa phục sinh. Nếu mà mừng mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta vẫn còn phe nhóm, đấu đá, nói hành, nói xấu, hơn thua, tranh giành vị thế, để mà chơi nhau, để mà hạ sát nhau, thì cái niềm vui phục sinh đó nó không phải là niềm vui của phục sinh. Niềm vui phục sinh là niềm vui của chết đi cho con người cũ và sống với con người mới, mặc lấy Đức Kitô phục sinh. Chúng ta thấy các bà sau khi đã gặp Chúa Giêsu phục sinh, các bà vui và các bà đi loan báo niềm vui phục sinh. Chúng ta cũng được mời gọi đi loan báo cái niềm vui phục sinh đó, không phải bằng lời nói của chúng ta, nhưng mà bằng cái hành động, bằng cái lối sống của chúng ta, cái lối sống yêu thương, cái lối sống hiệp nhất, cái lối sống gây dựng một cộng đoàn giáo xứ yêu thương, một cộng đoàn tu trì yêu thương hiệp nhất. Đó mới là sống cái mầu nhiệm phục sinh thật sự. Chứ còn nếu như vẫn còn đâu đó hơn thua, tranh giành, đấu đá, hình như cái niềm vui phục sinh nó không có trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bắt đầu sống trong tuần Bát Nhật phục sinh, chúng ta được nghe lại tất cả những bản văn tin mừng nói về sự gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Xin Chúa Giêsu phục sinh thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để cái niềm vui phục sinh đến với chúng ta thực sự trong cuộc đời, và cho chúng ta cảm nghiệm được cuộc đời này nó chẳng là gì cả, mau lắm, qua đi nhanh lắm, qua đi vội lắm. Mỗi ngày chúng ta già thêm một ngày, mỗi tháng chúng ta già thêm một tháng, mỗi năm chúng ta già thêm một tuổi. Cuộc đời của chúng ta nó mau lắm. Rồi cuối cùng chúng ta làm được cái gì? Cuối cùng nằm xuống xuôi đôi tay trắng. Mà chúng ta có được hưởng cái niềm vui phục sinh ấy hay không mới là quan trọng. Xin Chúa phục sinh thêm ơn cho chúng ta, để Ngài ở trong con người chúng ta, để Ngài thánh hóa con người chúng ta, để từ nay niềm vui thật sự đến trong cuộc đời chúng ta bằng những lời ăn tiếng nói, bằng cái cung cách sống của chúng ta. Chúng ta hãy đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa bằng chính cái cuộc sống thật sự của chúng ta trong đời thường.